Chào mọi người, mình là Phúc và chào mừng mọi người đến với tập 13 của series AC Milan cày chay lần này. Vậy là ngày mai nữa thôi, chúng ta đã tròn 2 tuần luôn rồi đó, nhanh thật sự. Mở đầu cho tập này thì đáng lẽ mình sẽ không khoe đâu, nhưng cái này không khoe thì không biết cái nào mới đáng khoe nữa. Hơi ngoài lề một chút xíu, hôm qua mình vừa đập được cho ông Hải một con Ronaldo Batobac cộng 8. Ôi thật sự quá bùng nổ luôn đấy chứ, không biết sẽ là con thứ 3 hay con thứ 4 của server FIFA Online 4 mình đây nhỉ. Và giá trị mà để bù chắc chắn sẽ không dưới 10 củ đâu đúng không? Thôi thì quay trở lại với tập 13, hôm qua thì như mọi người cũng đã biết, đầu tàu mới chính là Vieri. Em hàng này sắp tới, mình sẽ ra một bài review riêng để mọi người có thể cảm nhận rõ hơn. Nhưng nếu hỏi có đáng để mua Vieri về hay không thì theo mình, rất đáng. Anh ta cứ như là Rock 3 mới vậy, khỏe thật sự luôn ấy. Và vị trí tiếp theo sẽ được nâng cấp là bên hành lang cánh phải, Paolo Futcher sẽ phải rời sân để nhường lại vị trí của mình cho David Beckham. Cụ thể ở đây mình sẽ dùng mùa ABS ở mức thẻ cộng 5, với em này thì săn dễ, mọi người đặt giá là 2370 là tự về rồi, nên cũng không cần phải căn làm gì cho mệt đâu nha. Và quay trở lại với KPI hàng ngày, giả lập 5 trận, đá xếp hạng 1/5 trận thì đây là tất cả những gì mà mình nhận được. Cùng xem hôm nay sẽ có gì nhé. Và một điều như thế này này, buồn thật sự. Mình thì cày gần 2 tuần rồi, 2 tuần luôn đấy chứ, là mười mấy ngày chứ đâu phải ít đâu. Mở thẻ chắc cũng phải hơn 100 thẻ luôn rồi, mà chưa biết cảm giác ra lửa là như thế nào hết. Nhưng ngày nào cũng đọc được vài bình luận, em cày 2 ngày được 15 tỷ rồi, em cày 1 tuần được 50 tỷ rồi. Không hiểu kiểu gì mà mấy ông mở hên thật sự luôn đấy chứ. Nhìn lại mình mở chán thật, nhìn người ta cứ ra lửa mà ham. Hôm qua thì mình đọc được comment như thế này, có bạn bảo là nhìn series AC Milan này chán vì nhìn vào chỉ số thấp. Đúng là chán thật, cái này mình công nhận. Milan đa số toàn hàng quốc dân, mà để mua được một hàng quốc dân ngon bộ thì cái giá phải trả chắc chắn sẽ là không rẻ rồi, đành chịu thôi. Một cầu thủ mà muốn chất lượng của Milan ấy, ít nhất phải bỏ ra trên 20 tỷ để đem về. Điển hình là những cái tên như seva Kac, Gullit EBS, Manini Batobac hay nhiều vị trí khác như là Raikad EBS. Còn rất nhiều vị trí mình không thể liệt kê ra được, nhưng mới nói đến đây thôi là thấy nhức nhức cái đầu rồi đó. Sau khi một thời gian làm series này thì mình khuyên thật, nếu bạn đang có ý định cày chay, né tay Milan ra, bởi vì thật sự để mà có một đội hình chất lượng của Milan ấy thì bạn phải bỏ ra rất nhiều thời gian cày chay khá là dài đấy. Và cày chay thì đúng là dài thật, nhưng mọi người đừng nản làm gì, bất cứ team nào, bất cứ câu lạc bộ nào hay đội hình nào thì cũng có những cầu thủ gọi là ngon bộ rẻ. Nếu bạn không có tiền mua hay không có BP mua như mình thì hãy săn nhé, cố gắng lên. Và để khoe lại cái thị trường chủ nhiệm một chút xíu, và đây sẽ là những cầu thủ cho những vị trí tiếp theo cho tập mới, cùng đón xem nhé. Và hôm nay sẽ là ngày chủ nhật, có giải VPL, mọi người đừng quên đón xem để cùng nhận những dòng code có thể nhận tới gói Icon 106 luôn đó. Và nếu đã xem được đến đây rồi, đừng quên để lại một follow để giúp bạn có thể theo dõi nhanh hơn về series AC Milan cày chay này nhé. Và hôm nay đến đây thôi, cảm ơn mọi người đã xem, chúc mọi người một ngày vui vẻ. Time.